Confidential Achievement 2 lập kỷ lục tại phòng vé Hàn Quốc. Confidential Achievement 2 International có sự tham gia của Hyun Bin, Rona, NSD đã chính thức vượt qua con số 6 triệu khán giả, lập kỷ lục tại phòng vé Hàn Quốc. Ngày 2 tháng 10, Variety đưa tin bộ phim hành động Confidential Achievement 2 International do tài tử Hyun Bin đóng chính đã đứng đầu phòng vé Hàn Quốc trong 4 tuần liên tiếp. Bất chấp loạt phim phát hành vào ngày lễ quốc khánh, Confidential Achievement 2 International vẫn thu hút lượng khán giả khổng lồ, vượt những bộ phim khác để dẫn đầu doanh thu. Chỉ 3 ngày cuối tuần, phim thu về 2,19 triệu USD với 304.000 vé được bán ra. Hiện, Confidential Achievement 2 International là phim điện ảnh Hàn Quốc thứ 3 vượt qua 6 triệu khán giả trong năm nay, sau The Round Up 12,7 triệu và Hansan, Rising Dragon 7,26 triệu. Theo thống kê từ trang Korean Film, bộ phim hài Honest Candidate 2 đang xếp ở vị trí thứ 2 với doanh thu 1,74 triệu USD vào cuối tuần và 2,69 triệu USD trong 5 ngày. Kể từ khi phát hành, bộ phim nhạc kịch Life is Beautiful đứng ở vị trí thứ 3 với doanh thu 1,07 triệu USD vào cuối tuần và 1,75 triệu USD trong 7 ngày đầu công chiếu. Confidential Achievement được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017. Phim xoay quanh sự hợp tác của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên. Nếu Confidential Achievement phần 1 phải mất đến 10 ngày để đạt 2 triệu lượt xem, thì phần 2 chỉ tốn một nửa thời gian để thu về lượt xem lớn. Confidential Achievement 2 quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Hyun Bin, Yoo Hye-jin, Rona. Phim theo chân đặc vụ Triều Tiên Kim Chun-ryung, Hyun Bin trở lại Hàn Quốc truy đuổi một tổ chức tội phạm tàn bạo, bí mật. Tại đây, anh tái ngộ với đặc vụ Hàn Quốc Kang Jin-tae, Yoo Hye-jin. Kim Chun-ryung còn hợp tác với đặc vụ FBI Jack Daniel Haney để săn lùng thủ lĩnh tổ chức tội phạm khét tiếng. Phần 2 của phim được khán giả đánh giá mang nhiều yếu tố hài hước, gây cười hơn phần 1. Diễn xuất của dàn diễn viên bùng nổ, phim có nhiều pha hành động mãn nhãn. Rona đảm nhận vai nữ phụ với tính cách hài hước và có nhiều đất diễn hơn. Ngoại trừ kỳ nghỉ lễ Chuseok, ngày lễ lớn thứ nhì trong năm của Hàn Quốc vào giữa tháng 9. Doanh thu phòng vé Hàn Quốc đã ổn định trở lại vào khoảng mùng 7 tháng 10 triệu USD mỗi cuối tuần kể từ đầu tháng 8. Nhu cầu ra rạp của khán giả tăng mạnh trong 3 tháng trở lại đây sau khi những quy định giãn cách được dỡ bỏ. Confidential Achievement 2 dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam vào tháng 10.